Công an Việt Nam sang Lào bắt ma túy. Công an Việt Nam và Lào vừa khám phá một ổ điều chế ma túy khổng lồ tại đất Lào, rồi vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ. Địa điểm này được coi là tổng hành dinh của một tổ chức buôn ma túy xuyên quốc gia đặt tại huyện Mường Mày, thuộc tỉnh Phong Sa Lý, cạnh biên giới Lào-Việt. Cuộc bố ráp diễn ra từ ngày 30 tháng 4 kéo dài đến ngày hôm sau, ngày 1 tháng 5. Cuối cùng, lực lượng công an Việt và Lào bắt được 4 người đàn ông, tất cả đều có quốc tịch Lào. Lục soát nhà của 4 người này, công an Việt Nam và Lào tịch thu số tang vật khổng lồ gồm 109 bánh heroin, các vật dụng điều chế ma túy như khuôn ép, bột, logo, bao bì, máy xay. Số tiền mặt tịch thu được gồm gần nửa triệu đô, 700 triệu đồng Việt Nam, tương đương 35.000 đô, 390 bạc Thái, 19 lượng vàng lá. Lực lượng truy quét còn thu được hồi 5 khẩu súng, 28 kíp thuốc nổ và các vật dụng gây cháy, cộng với gần 1.200 viên đạn các loại. Đó là chưa kể nhiều trang vật khác trị giá tổng cộng 25 tỷ đồng Việt Nam, tương đương 1.2 triệu đô. Các cán bộ hữu trách Lào, Việt nói rằng đây là một trong những ổ ma túy lớn nhất từ trước đến nay bị phá vỡ tại vùng biên giới Lào, Việt. Đường dây này chuyên cung cấp ma túy từ tỉnh Phong Sa Lì ở đất Lào sang tỉnh Điện Biên của Việt Nam rồi từ đó tỏa đi nơi khác. Còn những người cầm đầu đường dây này thì cho biết cơ sở sản xuất ma túy của họ đã hoạt động từ hơn 10 năm nay. Họ đã cung cấp riêng cho thị trường Việt Nam khoảng 10.000 bánh heroin.